Hi, hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Danh. Hôm nay Danh sẽ giới thiệu cho mọi người một cuốn sách đang làm mưa làm gió ở Trung Quốc về nhiếp ảnh. Thì cuốn sách này được tổng hợp lại rất nhiều nhiếp ảnh gia ở Trung Quốc nhé. Bao gồm người ta hướng dẫn cho mình cách setup màu trên máy, cách setup ánh sáng trong studio như thế nào và cách chọn chế độ màu như thế nào phù hợp với ngoại cảnh nhé. Thì bao gồm hơn 100 concept làm trong cuốn sách này. Thay vì mình bỏ 10 đến 15 triệu đi học thì mình có thể order một cuốn sách này. Nó nằm gọn về tất cả ánh sáng và cách setup màu ngay trong cuốn sách này mọi người nhé. Rất là hữu ích luôn. Đây, cuốn sách này hướng dẫn cho mình để đèn thế nào không đen cho nó hợp lý nhé, và chế độ màu thế nào để ra cái màu Hàn Quốc. Đây, thì phông đen người ta hướng dẫn rất là tỉ mỉ cách tiêu cự, cách chế độ màu và cách để đèn thế nào đây mọi người nhá. Nó nằm hết trong cuốn sách này. Và để màu cho studio thế nào thì người ta hướng dẫn cho mình hết. Rất là nhiều concept luôn. Đấy. Đấy, cách để phông trắng thế nào nó phù hợp, cách để đèn già lọc thế nào thì người ta đều hướng dẫn cho mình đây hết rồi. Mọi người có thể order một cuốn thế này để về học hỏi mà không cần phải đi nâng cao nhá. Đây, nó hướng dẫn cho mình hết tất cả ánh sáng và màu sắc ngay trên này luôn. Và mọi người có thể tham khảo vào ánh sáng ngoài trời này, người ta để chế độ màu thế nào để ra những cái màu này, cái thông số để trên máy ảnh là người ta hướng dẫn cho mình luôn. Đấy, cách chụp ngược sáng thế nào, cách chụp xuôi sáng thế nào, người ta đều hướng dẫn hết, người ta đều có tích dẫn hết nhá. Thì cuốn sách này mình đang còn 6 cuốn nữa, nhưng mà có mấy người bạn đã đặt mình rồi, thì ai cần order về để nâng cao kiến thức mùa dịch này thì có thể inbox riêng cho mình nhá. Cuốn sách này mình đã order về 2 tuần, mình thấy rất là hữu ích thì mình chia sẻ lại với anh em. Ai cần thì có thể inbox riêng cho mình nhá. Đây, bí kíp chụp ảnh đẹp, nó nằm ngay ở trong này hết. Cảm ơn mọi người nhá.